Xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video chiều nay, chiều ngày 30 tháng 11 năm 2023. Thì trong video chiều nay mời các bạn cùng quý vị xem những ảnh mới nhất về một số công trình dự án ở khu trung tâm Sài Gòn đang tạm dừng, cũng như là một số vị trí khu đất chưa được triển khai. Thì dự án đầu tiên chúng tôi muốn đề cập tới là dự án One Center Hồ Chí Minh, có vị trí ở đối diện chợ Bến Thành và có bốn mặt tiền là mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão, Lê Thị Hồng Gấm, Ca Mét và Phó Đức Chính. Thì hiện nay vẫn đang tạm dừng, mặc dù đơn vị thi công mới có dọn dẹp. Tuy nhiên thì hôm nay đã là ngày 30 tháng 11 rồi các bạn, năm 2023 rồi, thì dự án vẫn đang tạm dừng. Thì dự án có vị trí khá đắc địa và khá đẹp, ngay đối diện chợ Bến Thành. Thì trước đó có thay tên đổi chủ vài lần, đó là có tên là Spirit of Sài Gòn, và sau đó lại đổi tên là One Center Hồ Chí Minh, và hiện nay tiếp tục đổi tên thành Tứ Giác Bến Thành. Còn cái bùng binh chợ Bến Thành thì các bạn, thì hiện nay đã thiết lập thành Tứ Giác Bến Thành rồi. Thế là trước đó thì là bùng binh, còn sau khi mà tuyến metro Bến Thành Suối Tiên hoàn thiện, cái nhà ga ngay trước chợ Bến Thành nha các bạn, hiện nay đã là Tứ Giác Bến Thành rồi, không còn là bùng binh như trước đó nữa. Hình ảnh các bạn đang xem là tôi mới cập nhật. Hiện nay đã là cuối năm 2023 rồi các bạn, thì dự án vẫn đang tạm mà dừng. Dự án tiếp theo là dự án IFC One Sài Gòn. Thì trước đó có tên là Sài Gòn One Tower, có vị trí ở ngay góc đường Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng và Võ Văn Kiệt. Thì hiện nay sau khi mà được ốp kính thì cho đến nay thì vẫn tạm dừng cho các bạn. Thì các bạn biết rằng là sau khi Vivaland ốp kính xong thì do liên quan đến vụ án đại án Vạn Thịnh Phát, thì hiện nay dự án này vẫn đang tạm dừng. Dự án có vị trí cũng khá đẹp, ở ngay mặt tiền sông và ngay gần cầu Canh Hội, và có 4-3 mặt tiền, tiền đường Hàm Nghi, Tôn Thắng và Võ Văn Kiệt. Còn tiếp tục là dự án The Grand Manhattan. Thì một số bạn cho rằng đây là tên Manhattan là tên của thành phố bên Mỹ. Chúng tôi cũng tạm dịch là Mã Nhật Tân. Thì dự án có hai mặt tiền nha các bạn, mặt tiền đường Cô Giang và Cô Bắc, quận 1. Thì sau một thời gian tạm dừng thì hiện nay đã là cuối tháng 11 năm 2023 rồi, thì chỉ có một tòa B1 vẫn đang tiếp tục triển khai lên tới tầng thứ 36, 37 rồi các bạn. Còn riêng tòa B2 thì vẫn đang tạm dừng. Thì dự án là do Novaland chủ đầu tư. Thì theo đúng tiến độ thì cái tòa B1 đó các bạn, thì được sẽ tháng cuối tháng 12 năm 2023 thì sẽ được cất nóc. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật để các bạn tham khảo thêm. Đây là dự án chung cư căn hộ thương mại cao cấp nha các bạn.
ngoài các dự án trọng điểm thì chúng tôi cũng liệt kê một số dự án nhỏ như là vị trí khu đất ở khu trung tâm Sài Gòn đã tạm dừng cũng như là chưa được triển khai. Đây là một dự án ở ngay góc đường ở Hai Bà Trưng với Lê Thánh Tôn, các bạn ở quận 1, thì hiện nay vẫn tạm dừng. Đây là một dự án ở ngay góc đường Ngô Văn Năm với đường Nguyễn Siêu nối dài, thì hiện nay vẫn dở dang, thì có vị trí ở ngay đối diện dự án The Nexus hiện nay đang thi công. Thì ngoài các dự án đang tạm dừng và đang công trình đang tạm dừng, thì số khu đất như khu đất ở ngay góc đường Lê Duẩn, Nguyễn Văn Chiêm với đường Hai Bà Trưng, thì cái dự án này có 3 mặt tiền khá rộng, thì hiện nay vẫn chưa được triển khai dự án nào hết. Đây là dự án có 3 mặt tiền nha các bạn. Đường Lê Duẩn với đường Hai Bà Trưng và đường Nguyễn Văn Chiêm thuộc quận 1 nha các bạn. Và dự án chúng tôi muốn đề cập đến các bạn tiếp theo là một dự án khu đất ở số 246 Hai Bà Trưng. Tức là ngay công trường Mê Linh nha các bạn. Thì hiện nay sau khi mà bàn giao lại cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh á, thì vẫn chưa được triển khai dự án nào. Thì dự án này có một khu đất khá rộng, có tới 4 mặt tiền nha các bạn. Mặt tiền đường Hai Bà Trưng, mặt tiền đường Đông Du, mặt tiền đường Thi Sách và mặt tiền đường công trường Mê Linh. Khu đất này còn rộng hơn cả cái vị trí của khách sạn Hilton. Thì hiện nay vẫn chưa được triển khai một dự án nào hết, vẫn đang sau khi mà tiếp nhận Ủy ban Nhân dân thành phố Minh tiếp nhận thì vẫn vậy. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, nếu mà có gì thay đổi chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật để các bạn tham khảo cũng như là kịp nắm mắt. Thì hôm nay là ngày 30 tháng 11 rồi các bạn, năm 2023 rồi. Thì chúng tôi muốn liệt kê cũng như là cập nhật những hình ảnh mới nhất về một số công trình tạm dừng ở khu trung tâm Sài Gòn cũng như là một số vị trí khu đất ở khu trung tâm Sài Gòn chưa được triển khai. Thì đây là cái vị trí khu đất ở số 246 Hai Bà Trưng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thì vẫn chưa được triển khai dự án nào. Có 4 mặt tiền đường Hai Bà Trưng, Thi Sách, Đông Du và công trường Mê Linh. Thì dự án này cũng có diện tích khá rộng. Thì trước đó thì các bạn cũng biết vụ án của Sapeco thì cũng đã xong rồi, thì hiện nay bàn giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp nhận rồi các bạn. Thì tiếp theo là một khu đất ở ngay góc đường Lê Lợi với đường Nguyễn Huệ, đó là trước đó là thuộc vị trí của Thương Sát Tắc nha các bạn. Thì hiện nay vẫn chưa được triển khai dự án nào hết, vẫn vậy các bạn. Này cuối năm 2023 rồi. Thì khu đất này có tới 3 mặt tiền nha các bạn. Tiền đường Lê Lợi, Pasteur và đường mặt tiền đường Nguyễn Huệ. Và kế đó cũng có một vị trí của khu đất ở ngay góc đường Nguyễn Huệ với Nguyễn Tuấn Đất Thiệp, quận 1, thì cũng chưa được triển khai. Và một khu đất nữa là ở ngay góc đường Lê Đồng Khấm và Camét thì cũng vẫn chưa được triển khai nha các bạn. Ngoài các công các khu đất thì có một số khu đất như là khu đất ở ngay vị trí góc đường Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Nguyễn Trung Trực, Lê Anh Tôn thì cũng vậy, cũng chưa được triển khai dự án.
Và tiếp tục các bạn, mời các bạn xem những ngày mới nhất về khách sạn Hilton. Thì dự án khách sạn Hilton sau khi hoàn thiện thì cho đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động. Mặc dù cái cảnh quan bên dưới cũng như là các cái sảnh lavi bên dưới đã hoàn thiện rồi, thì tuy nhiên hiện nay vẫn chưa được khánh thành cũng như là chưa đi vào động. Thì hãy các bạn xem là chúng tôi mới cập nhật ngày 30 tháng 11 năm 2023 thì hiện nay vẫn chưa đi vào động nha các bạn, mặc dù đã hoàn thiện rồi. Thì dự án có vị trí ở ngay công trường Mê Linh. Thì sau khi hoàn thiện thì hiện nay vẫn vậy và vẫn chưa đi vào hoạt động. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật nếu có gì tình hình gì mới nha các bạn. Và các bạn chú ý theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video. Và tòa nhà chúng tôi muốn đề cập đến các bạn là tòa nhà có số 8 đường Nguyễn Huệ, thì trước đó là của Vạn Thịnh Phát. Thì sau khi mà đại án xảy ra thì hiện nay nay đã cuối tháng 11 rồi, năm 2023 rồi, thì hiện nay tòa nhà vẫn đóng cửa và ngừng hoạt động mấy tháng này rồi. Thì đây là giữa một tòa ngay số 8 đường Nguyễn Huệ, quận 1. Thì do liên quan đến đại án Phạm Đình Phát, do đó hiện nay vẫn tạm thời niêm phong và không hoạt động. Và kế đó cũng có một góc, ngay góc đường Nguyễn Huệ với đường Tôn Thắng thì cũng có một khu đất nhỏ thì cũng chưa được triển khai dự án nào hết. Kế khách sạn Majestic các bạn, vẫn vậy. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật những hình ảnh cũng như các công trình dự án hoặc là những thay đổi cảnh quan ở khu trung tâm quận 1 cũng như là trung tâm Sài Gòn. Mời các bạn chú ý theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Nếu cảm thấy video hay, hữu ích thì xin các bạn một like cũng như đăng ký kênh để tiện theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm. Xin chúc tất cả các bạn cùng gia đình cũng như bạn bè người thân luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.